bà Ly phó phòng ấy rất là vô lý luôn. Bà ấy toàn nhờ tôi đi mua đồ, chẳng bao giờ thấy trả tiền cả. Nhắc thì lại bảo là thôi lần sau chị trả, mà thấy có trả đâu. Tôi mang mỹ phẩm lên á, bà ấy toàn cầm dùng luôn. Như thế đó là cái gì? Đợt vừa rồi đi công tác nhá, bà ấy nhờ tôi đặt một vé máy bay, vé khách sạn, xong quỳ tôi 2 tháng tiền đã trả đâu. Thôi, mình thấp cổ bé họ, không làm gì được đâu. Hợp đồng đến đỉnh thật đấy. Chị ơi, nước của chị đây ạ. Ừ, của chị hết bao nhiêu? Dạ, hết 80.000. Thế nhưng mà được giảm 50% cho cốc thứ hai. Chị đưa em 40.000 thôi nhá. Không biết xấu hổ à? Tại sao đòi tiền sếp như thế? Nếu mà không có trang tổng thì liệu cô được uống cái loại nước như thế này không? Nói như vậy quá đáng rồi đấy. Chị gửi tiền này. Của chị hết 40.000 thôi mà. Thôi để em trả lại cho. Em cứ cầm lấy đi. Của chị hết hơn 40.000 mà. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Cậu nghi ngờ tôi đang tính nhầm à? Làm người thì nên sống độc lập tự chủ đi. Đừng có dùng chùa của người khác mãi. Cái bà này, bà làm gì đấy hả? Đưa cái bát đây. Này, cầm lấy. Đi ra kia ăn đi. Mất cưng rồi. Bố đang ăn ạ? À, ngồi xuống, ăn cơm luôn với bố nào. Con về thăm bố, có mua một ít đồ ăn. Con biết là bố thích ăn gà. Bé, bố luôn chăm sóc con, nhường con những phần ngon nhất. Bây giờ con lớn rồi, con phải chăm sóc lại cho bố chứ. Đây là phần ngon nhất, bố ăn đi ạ. Con ăn đi. Bố, bà vào ăn cơm cùng với bố con cháu nhá. Mẹ vào ăn cơm với cả con mẹ nhé. Cô làm cái gì đấy? Tôi muốn lấy một chút nước để uống thôi ạ. Muốn uống nước ý thì vào nhà vệ sinh mà lấy. Đừng có lảng vảng nữa. Tiền lương của cô ấy không đủ để uống nước ở đây đâu. Vâng ạ. Khoan đã, cái gì đây? Đây là cái bánh tôi mua lúc sáng chưa kịp ăn ạ. Cô tưởng công ty là nhà cô chắc mà cô mang đồ ăn này đấy. Nhìn cái gì, nhanh tay mà làm đi. Hôm nay sếp tổng sẽ đến đây kiểm tra. Bẩn chỗ nào tôi trừ lương cô. Vâng. Lau đi, cô quá đáng rồi đấy. Chỉ là nhân viên tạp vụ, có tin tôi đuổi việc cô không? Tôi bảo cô chuẩn bị đồ đón sếp tổng. Cô chuẩn bị chưa? Em đang chuẩn bị đây à? Chị Trang, sao chị ăn mặc như thế này à? Mà em tưởng chiều chị mới sang công ty cơ mà. Sếp tổng đã đến đâu? Đây là sếp tổng đấy. Tôi nói sẽ đi khảo sát, thế nên phải đến sớm chứ. Không đến sớm làm sao mà khảo sát được? Làm sao mà biết dạo này công ty lại tuyển dụng những người không có nhân phẩm như thế? Cậu cứ liệu mà làm. Chị, đồ vô dụng, từ mai cô không cần phải đến công ty nữa đâu. Anh ơi. Trung thu sắp tới rồi. Công ty đang quyên góp ủng hộ cho các bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hai bạn xem quyên góp ủng hộ nhé, tùy tâm thôi. Em gửi ạ. Ok. Em gửi ạ. Đúng. Ăn mặc trông sành điệu, giày dép hàng hiệu, túi sách hàng hiệu, thế mà ủng hộ được 200 bạc. Đúng là càng giàu càng keo. Rõ ràng là vừa rồi anh bảo tùy tâm. Trong ví của em chỉ có 200.000, thế nên... Tùy tâm cái gì? Mà cái nữ cô ấy chắc là cũng chỉ ăn bám gia đình, ăn bám người yêu thôi mới có tiền mà mua hàng hiệu các thứ chứ. Chỉ có cái gì? Kèo kẹt. Đúng rồi, cái lại càng giờ càng keo. Đây em xem cái danh sách này. Vẫn còn một số người đã đóng đâu em. Đấy, 200 bạc. Đấy, lại túi sách, quần áo mới. Ăn mặc rõ ràng điện, mà ủng hộ trả được mấy đồng. Mà không hiểu là bà lấy đâu ra tiền đâu. Chắc là đại gia bao nuôi chứ gì nữa. Hai người vừa phải thôi. Tôi tiêu tiền do chính mình làm ra thì có làm sao? Có cần quá đáng như thế không? Bọn tôi thích nói như thế đấy. Thì sao? Hả? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Chị Trang, không có gì đâu chị ạ. Bọn em đang tranh luận tí thôi. Ly trông xinh đẹp sang chảnh thế mà ủng hộ cho các bạn nhỏ được có 200.000 chị ạ. Đây, chị xem này. Xem nào. Phùng Văn Thắng, 20.000. Chị đã nghe hết câu chuyện rồi. Việc quyên góp ủng hộ từ thiện là dựa trên tinh thần tự nguyện, chứ không phải lấy cái việc ủng hộ ít hay nhiều để đánh giá một tấm lòng. Chính Ly là người đã đứng ra để phát động ủng hộ lần này. Bạn ấy còn xung phong để đi mua đồ và phát đồ cho các bạn nhỏ nữa đấy. Ly, em đi cùng chị để bàn kế hoạch cụ thể nhé. Vâng ạ. Tôi xin lỗi. Cô làm cái gì đấy?
không ưng mắt thì đá. Tại sao chung cư cao cấp như này lại để loại đàn bà trưởng hoang ở nhỉ? Cô biết gì về tôi mà nói tôi trưởng hoang? Thì bao nhiêu lâu nay có thấy bố của đứa bé đâu. Nhìn cô ấy, biết là loại con gái đào mỏ, lấy đứa con ra để ăn vạ không thành, bây giờ phải nuôi con một mình, đáng đời. Nằm ở đây chờ mẹ một chút nhá. Con tôi đâu rồi? Con ơi! Này kia! Đi cửa B ấy, không có bảo vệ đâu. Mẹ à? Lê à, đứa em gái mới đẻ bị thất lạc của con, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thế em con đang ở đâu ạ? Một cô gái nhận được em con ở vỉa hè đã mang về nuôi. Mẹ đang liên hệ với cô ấy. Em đã bảo là để bọn em đi cho. Chị bận bao nhiêu việc ở công ty như thế, lại còn đích thân đi nữa. Bình thường Ly rất là chăm chỉ, siêng năng làm việc. Nhưng mà từ đợt bầu bí lại mất tăm mất tích như vậy. Chị cũng muốn nhân cơ hội này để đến thăm Ly xem sao. Ừ, thế nhá. Sao nhà cậu tối thế? Nhà em vừa bị cắt điện chị ạ, chắc là lát có em ạ. Đây, vợ em từ lúc bầu bí giờ là về nhà ngoại để tích dưỡng rồi chị ạ. Chị có một chút quà thay mặt công đoàn công ty gửi đến hai mẹ con Ly. Em nhận giúp vợ nhá. Sếp chu đáo quá. Sang tận nhà bọn em chơi rồi quà cáp bên này. Chữ nữa đi. Chị sực nhớ ra là lần trước Ly có mượn chị áo mặc về nhà. Hôm nay chị lấy luôn nhá. À chị ơi, quần áo gì thì chị để em vào trong lấy cho ạ. Đồ của phụ nữ em tìm không được đâu. Chị ơi, chị ơi. Chị có tìm thấy đồ không ạ? Em đã bảo là để em tìm được mà. Chắc là do chị suy nghĩ nhiều quá rồi. Chị xin lỗi vì tự ý xông vào phòng ngủ hai vợ chồng em nhé. Không sao đâu chị ạ. Anh ơi, ra lấy đồ cho em ơi. Chờ em một chút nhá, em xuống lấy đồ ạ. Một Trang, Trang đâu rồi? Mày làm dâu như thế ạ? Có chuyện gì mẹ cứ từ từ nói ạ. Có cái văn phòng bé tí bé teo này đòi làm, mau bỏ việc về nhà ngay. Như vậy à? Một mình thằng chồng mày đi làm đủ nuôi mày rồi. Mau đi về nhà giúp vén gia đình nhà cửa đi. Tao không thích nhà có giúp việc đâu. Đi về nhanh lên. Mẹ cứ về nhà trước đi ạ. Rồi về nhà mẹ con mình nói chuyện sau ạ. Nhanh nhanh lên nhá. Thế nào con? Mọi chuyện có ổn không? Bên kia người ta cầm tiền chạy hết. Công ty của con chắc là phá sản. Bây giờ con làm sao mà kiếm được 500 triệu để bù vào đây? Không. Trong thẻ này của em có 600 triệu. Anh cầm lấy, lo công việc đi. Chị đừng có điêu nhá. Ở đâu chị có số tiền nhiều thế này? Chị ăn trộm của nhà này đúng không? Sao mẹ lại nghĩ xấu cho vợ con như thế ạ? Cô ấy đã phải vất vả ra ngoài kiếm tiền rồi. Về nhà là còn phải chiều theo ý mẹ nữa. Mẹ yêu thương vợ con một chút không được? Mày lại còn bênh vợ mày nữa. Không phải là cô gái nào cũng moi tiền từ nhà chồng đâu ạ. Cô ấy yêu thương mẹ như thế, mẹ yêu thương lại cô ấy một chút không được sao?